Kính chào quý vị và bà con. Theo Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, từ nay đến cuối tháng 5, bà con có thể khai thác cá ngừ vằn năng suất cao ở khu vực giữa Biển Đông, tương ứng với những ô có màu đỏ trên bản đồ dự báo này. Về thời tiết khu vực giữa Biển Đông, ngày hôm nay trời chỉ có mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió khoảng cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,50 đến 1,50. Ngoài khơi quanh huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì thời tiết đối lập nhau. Huyện đảo Hoàng Sa ngày hôm nay trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km. Trong khi đó, huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cả gió giật và lốc xoáy nguy hiểm. Tầm nhìn xa sẽ giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, dù hôm nay trời có nắng, nhưng bà con lưu ý, gió đông nam đến nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao từ 1,50 đến 2,50 biển động. Các vùng biển từ Nam Vịnh Bắc Bộ trở vào đến Cà Mau thì thời tiết hôm nay khá ổn định, ủng hộ cho những chuyến vươn khơi gần bờ của bà con. Dự báo là trời ít mưa, gió không quá cấp 5, độ cao sóng từ 0,50 đến 2 m. Bản tin của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.